giáo thế này, làm sao để nghĩ ra một cái mới hay. Năm 70 ở trong dân, tôi thấy nhiều cái người họ băn khoăn là cái nhiệm vụ như là bận nước, tại sao ấy thì vậy, là như thế là cái dân tộc mình chỉ biết bóng đá, những người sinh viên đấu tranh thì tôi nghĩ là cái tình yêu quê hương con người mình cả, đâu cũng kêu cũng gọi cũng chỉ cũng họ muốn thôi, làm thế hệ và mọi người đều có thể lớn để mà so sánh là ví dụ vậy. Nó hằn sâu ở trong ký ức từ khi Ngọc Hân còn là một cô bé rất là nhỏ được đến để xem thôi. Lúc đấy cũng đã là cảm khi mà Hân được ở Du lịch Việt Nam được thực sự là vẫn lâng lâng và đến bây giờ dường như là vẫn không sử dụng để có chị cho Việt Nam tới. Sưu tập mà Ngọc Hân mang đến lần này là đến Việt Nam lần này, anh có thể chia sẻ à, cùng tất cả các anh chị em ngày hôm nay. Tôi xin để ở đâu anh ạ? Khi mà chúng ta đang